bác trịnh ơi em muốn học một học mổ khám và kinh doanh thuốc thú y mà em chưa có kinh nghiệm mổ khám liệu bên bác có nhân viên hỗ trợ không thì tôi cũng không biết là bạn có học thú y hay không nếu mà bạn đã học thú y rồi mà bạn chưa biết mổ khám hoặc là bạn chưa học thú y mà bạn muốn học thú y mổ khám muốn kinh doanh cái đơn bốc thuốc vậy thì hiện tại bây giờ xuân trịnh có mấy cái khóa học như sau để các bạn có thể tham khảo này ok các bạn có thể tham khảo những khóa học của xuân trịnh này hiện tại bây giờ À, tôi có một à, cái chương trình đào tạo về à, hai cái khóa học mà bạn cần phải lưu ý này à, thứ nhất nhá là cái khóa học mà tên của nó đây này các bạn nhìn ạ cái khóa học này tên của nó là à, phát đồ điều trị bệnh vật nuôi nhá gọi là lớp học bí mật chuyên gia trong phát đồ điều trị bệnh vật nuôi đó thứ nhất là cái khóa này bạn cần phải tham gia này cái khóa thứ hai ấy bạn muốn học về kinh doanh ấy, thì ở đây tôi có một cái khóa mà cũng khá là hay này các bạn nhìn đây ở đây nó có đề tên này đây dạy bán thuốc thú y từ A đến Z nhé Đấy, cái khóa học dạy bán thuốc thú y từ A đến Z à, và hiện tại bây giờ ở những người mà đang uh, đang ngồi trên màn hình các bạn đây là bạn uh, bác sĩ là Bùi Trung Thực này bác sĩ Nguyễn Huỳnh Quốc Khánh và bác sĩ Phạm Đức Thái này là các bác sĩ này hiện tại bây giờ đang làm uh, giám đốc vùng của công ty Supervet thì các bác sĩ này được học cái lớp đào tạo giám đốc kinh doanh của Supervet này cái khóa học này hiện tại bây giờ Xuân Trịnh đang thu phí là mấy trăm triệu này đấy các bạn nhìn thấy chưa vậy thì uh, bạn có thể tham khảo mấy cái chương trình đào tạo đấy nhá, tại vì ở đây này khi mà chúng ta muốn có thể chuẩn đoán kê đơn bốc thuốc ấy, thì bắt buộc chúng ta phải có những cái trải nghiệm thực tế, à, trải nghiệm thực tế tức là mổ khám kê đơn bốc thuốc đấy, đấy là cái thứ nhất các bạn có thể lựa chọn. Đó. cái thứ hai ấy là nếu mà bạn không có kiến thức về thú y thì bạn có thể học cái chương trình uh, kinh doanh online thực chiến, tại vì cái chương trình này nó sẽ giúp cho bạn bán được tất cả mọi thứ không hẳn là chỉ có thuốc thú y mà khi mà đã học đến chương trình kinh doanh online thực chiến ấy có nghĩa là bạn bán cái gì cũng được hết nha. tức là bạn bán được mọi thứ cái gì cũng bán được thế nó mới đẳng cấp như đấy mới gọi là vậy thì mới gọi là mới gọi là gì là mới gọi là kinh doanh online thực chiến ý. tại vì trước đây ý, lúc mà tôi bắt đầu đi học làm kinh doanh ý, thì cái thời điểm đấy tôi cứ nghĩ rằng là mình học xong để mình về mình bán thuốc thú y cơ nhưng sau đó sau khi tôi học xong thì tôi thấy rằng là tất cả các ngành nghề nó đều giống nhau hết, nó không có gì khác biệt cả. Quan trọng nhất ở đây là chúng ta biết làm marketing của bán hàng. Và sau khi Xuân Trịnh học xong ấy thì về tôi đào tạo cho cả những ngành khác, ví dụ như ngành NOM này, à, ví dụ như ngành uh, spa mỹ phẩm này rồi là tất cả các ngành khác tôi đều đào tạo được hết. Vậy thì ở đây cái chìa khóa để giúp cho bạn uh, như trường này, cái mục tiêu quan trọng nhất của bạn nếu bạn muốn kiếm tiền thì bạn có thể học bất kỳ thứ gì từ tôi, tôi sẽ hướng dẫn bạn nhé Và đương nhiên ở đây nó có hai loại, một là loại học miễn phí thì cứ lên mạng chỗ nào thấy xuân trịnh xuất Điện thì vào học còn lại thì à, nếu mà bạn muốn học có phí thì bạn à, có thể có à, thể à, liên hệ với là xuân trịnh tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách làm sao để bạn đăng ký khóa học nhé rồi cảm ơn bạn nguyễn như trường